Bấy giờ tôn giả xá lợi phất đang đi giữa đường quán các tỳ kheo bảo tỳ kheo hải giác rằng hải giác ông hãy quán sát thân thanh tịnh của bồ tát văn thủ sư lợi tướng tốt trang nghiêm tất cả trời người không thể nghĩ bàn được ông hãy quán sát viên quang chiếu sáng khiến cho vô lượng chúng sinh phát tâm hoan hỉ ông hãy quán lưới quang trang nghiêm của bồ tát văn thủ sư lợi trừ diệt vô lượng khổ não của chúng sinh ông hãy quán sát chúng hội đầy đủ của Bồ Tát văn thủ sư lợi đều là căn lành thủa xưa của Bồ Tát nhiếp thọ ông hãy quan sát con đường đi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, trái phải tám bước bằng phẳng trang nghiêm. Ông hãy quan sát chỗ ở của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khắp vòng mười phương, thường có đạo tràng chuyển theo. Ông hãy quan sát đường đi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đầy đủ vô lượng phước đức trang nghiêm trái phải hai bên, đều có kho tàng dưới lòng đất. Đủ thứ châu báu tự nhiên trồi lên Ông hãy quan sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Đã từng cúng dường Phật do căn lành đó trong tất cả cây cối đều hiện ra tạng báu trang nghiêm. Ông hãy quan sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, các ông vua thế gian, mưa xuống đồ trang nghiêm, đảnh lễ cung kính, dâng lên cúng dường. Ông hãy quan sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, khi tất cả mười phương chư Phật như lai sắp thuyết pháp, thì đều phóng tướng hào quang trắng giữa lông mày, chiếu đến thân ngài, từ trên đỉnh nhập vào bấy giờ tôn giả xá lợi phất vì các tỷ kheo tán thán khen ngợi khai thị diễn nói văn thù dư lợi đồng tử có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm như vậy các tỳ kheo đó nghe nói như vậy rồi tâm ý thanh tịnh, tin hiểu kiên cố, vui mừng nhảy nhót, không tự kiềm chế được. Hình thể nhẹ nhàng, các căn vui vẻ, sầu khổ đều trừ diệt, cấu trướng đều sạch. Thường thấy chư Phật cầu tránh pháp thâm sâu, đủ Bồ Tát căn, được Bồ Tát lực, đại bi đại nguyện đều tự sinh ra, vào nơi cảnh giới các độ thâm sâu, biển chư Phật mười phương, thường hiện ra ở trước, nơi nhất thiết trí sinh niệm niềm tin ưa thích thâm sâu liền bạch tôn giả xá lợi phất rằng xin đại sư hãy dẫn chúng con đến chỗ người thủ thắng đó bấy giờ xá lợi phất với các tỳ kheo cùng đi đến chỗ bồ tát văn thù sư lợi đến rồi bạch với nhân giả rằng các tỳ kheo này muốn được gặp ngài